Xin chào tất cả các bạn. Lâu lắm rồi không chơi Dreamweek trong rank đấu xếp hạng công viên Ánh Trăng các bạn ạ. Nhớ dã man luôn. Giờ này mình hay đi đánh sơ và thua sấp mặt. Cơ bản là mình gà để đồng đội cũng gà nữa. Trời ơi, tệ dã man, lúc nào cũng gặp gây xa được gặp rách. Toàn là mấy ông chùm bà chùm trong rank không. Không thể nào mà mình có thể cai nổi từ 50% tỷ lệ thắng bây giờ tụt xuống còn gần 40. Đau dã man. Ok, vào trận thôi. Buồn buồn đụng gây xa. Chị Dreamweek thì đôi khi cũng thấy đá cái tay ấy. Kiểu mình là men đó nhưng mà lắm lúc có những cái trận đấu mà bị sói thầu. Điên dã man, thật sự điên dã man thật. Mình mà hack được game này thì mình hack cho cái con hầu không thể nào xóa được. Nó đã bá lại càng bá hơn, chẳng hạn như vậy đấy. Bộ skin này bây giờ cũng rất là nhiều người mua, muốn mua nhưng mà nó lại không bán các bạn. Hàng hiếm. Cũng may đợt nó mở bán thì mình tích vừa đủ đá nên là kịp thời hốt. Nếu như không mua thì đôi khi tiếc cả đời luôn. Bây giờ có đá muốn mua cái bộ skin Ai Cập của con Dreamweek ấy, bộ skin vàng cũng có đá mà mua đâu. Tệ dã man. Ok, mình sẽ giết con nữ chủ tế. Con nữ chủ tế này đi càng xa thì cái khoảng cách hầu của nó cũng sẽ xa. Và cái con hầu 1 của nó sẽ có nhiệm vụ đi theo cái con nữ chủ tế. Các bạn chỉ ngăn cản làm sao cho bọn nó đừng có xóa hầu là được. Chứ mất hầu bực lắm. Ai, một con. Ơi, sao đánh hụt kìa. Hai đứa, tuyệt vời. Bác sĩ có vẻ khiêu khích mình ghê nhỉ. Nhưng mình không quan tâm nó, mình chỉ quan tâm hai nữ chủ tế kia thôi. Còn hầu một chắc chắn là đang đi qua bên đấy rồi. Ui giời. Ui giời ơi, pha double kill. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ cho lên ghế thôi. Việc mà tạo hầu với các bạn cứ nhìn theo hiển thị của bọn Survival thôi. Nữ chủ tế là kẻ hầu 1, nữ chủ tế Seiyo Kick thì là chủ kẻ hầu 2, thợ máy là kẻ hầu 3 và bác sĩ là kẻ hầu 4. Khi nào các bạn đổi kẻ hầu thì các bạn chịu khó đảo camera. Ai da. Thôi được rồi, mình sẽ thả cái con nữ chủ tế này xuống đã. Rồi, chuyện đâu còn có đấy. Cứ bình tĩnh. Nhìn con thợ máy ghét ghê. Nhẽ ra là phải giết cái con thợ máy trước là mới đúng. Tỉnh dậy rồi hả? Được lắm. Đấy, nó đang xóa hầu của mình kìa. Các bạn thấy chưa? Sau cái bản update lần này thì mình khá là điên luôn. Cay dã man. Hay, nhanh phết nhở. Ôi, cáu thế. Mày một đòn. Rồi đổi kẻ hầu đuổi nó thôi. Trời ơi, chạy một quýt con ạ. Chạy đi, chạy kiểu gì. Sợ lắm, hoang mang xì tai lắm. Bây giờ lại có hai đứa lên ghế. Ngon quá trời ngon luôn. Khi mà các bạn muốn đổi kẻ hầu, các bạn chịu khó xoay màn hình, các bạn sẽ biết là các bạn cần đổi kẻ hầu nào. Chứ nhiều bạn không biết xoay kẻ hầu như thế nào, rất là cực cho mấy bạn đấy. Nữ chủ tế bên kia lại được cứu rồi. Bốc nó lên đã. Easy game. Đâu rồi cái con kẻ hầu kia, đâu rồi? Ô, mình bị xóa mất hầu rồi. Đứa nào xóa của mình vậy? Chạy đi chứ, chạy đi chứ, chạy chạy đi, chạy đi, chạy đi nhanh lên. Chạy đi, chạy đi. Ui giời ơi. Chạy một quýt em ạ. Nữ chủ tế kìa. Nó có cái vòng ở đây. Đi ra chỗ khác chơi đi. Đang xóa hầu nhìn điên dã man. Mời cô em lên ghế nha.
À, lật ván mình. Muộn rồi cưng ơi. Quá là muộn luôn. Và không đúng lúc, không đúng thời điểm. Đây, thanh niên đang muốn là thấy cơ hội là sang cứu này, không biết có được hay không. Mình để sẵn thôi. Ra cứu nhỡ được quả tê rô sốc thì quá ngon. Đang tạo cửa, tạo cổng mình cút ra chỗ khác. Đổ cái hâu. Ôi giời, easy. Các bạn thấy chưa? Quá là easy luôn. Ơ, đứa nào đã cứu con thợ máy rồi? Mấy cái team này giống như ma ấy nhỉ? Đùa nhau. Nó bộ nó lại xóa hầu của mình. Dễ chịu. Khó chịu. À, còn nguyên nhân là con bác sĩ. Ai, bực dã man luôn. Thôi xong, kẻ hầu của mình. Chắc mình có lẽ là mình sẽ chuẩn bị đổi qua chó thôi. Chỉ có chó mới làm được tất cả thôi các bạn ơi. Trận này gặp mấy con nữ chủ tế rồi, con bác sĩ nó khá là nhây. Chạy như quỷ vậy. Có gì không? À, cái bảng persona thì mình để ở đầu video đấy. Nếu mà các bạn muốn tham khảo cái bảng persona của mình thì các bạn có thể xem. Dừng video lại để xem ha. Mình lên nhánh 3 với nhánh 6. Có chó ở đây chạy đằng trời. Thực ra thì lên lanh cao thì chơi nó cũng khó. Con rắn này thật, mình phải công nhận luôn. Có nhiều trận là nhiều khi rất là ức chế. Thấy những con hầu của mình mất dần mất mòn ấy. Buồn dã man luôn, thật sự luôn. Giống như là mình mất... Ôi lát kìa. Mình mất phải một cánh tay phải các bạn. Bởi vì Rimquick mạnh là có kẻ hầu nó mới mạnh. Chứ nếu thực sự ra, nếu mà đuổi bằng những con bé con này thì rất là khó. Tụi đang tập trung ở phía bên kia. Lát dã man. Ui giời ơi. Chúng nó đang lên trên kia ba đứa luôn. Ba đứa một lúc luôn. Đùa. Đùa nhau. Chúng nó đang lên trên kia một lúc ba đứa trên cái thuyền lần đầu tiên mình thấy luôn á. Ái là đang trị thương cho nhau. Giết từng đứa. Một đứa. Con ngu này. Đứa thứ hai. Khi bạn dùng hết vòng xuyên thấu thì các bạn chỉ là một cái con cờ rất là bình thường. Không có gì mạnh cả. Con này có vòng, có kẻ hầu rồi. Ok, mời bạn lên ghế thôi. Bạn nào có những bộ skin đẹp thì cứ inbox vào Facebook cho mình. Nếu mà mình nhận được tin nhắn thì mình sẽ trả lời các bạn, mình sẽ mượn. Facebook mình để ngay dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm vô. Có... Ôi, cái gì đấy? Nữ chủ tế bị ngao. Ngon quá, hay quá. Hiến mồi cho mình khá là tuyệt vời luôn. Tính ra là cái con này nó không có thể nào mà tự trị thương được nữa rồi. Thả nó chảy máu chết, nhưng mà mình rất là sợ con bác sĩ đến cứu. Cho lên ghế cho nó an toàn. Kìa con bác sĩ kìa. Mẹ điên dã man luôn. Ui giời, có cái vòng cáo vãi trưởng. Hôm qua mình có chơi một trận Gu Chang các bạn. Một trận đấu 4-1 thôi, nhưng mà dài tận hơn 15 phút. Chỉ vì những cái con nữ chủ tế này. Mình gặp trận đấy ba con nữ chủ tế. Trời ơi. Đuổi đúng mệt luôn. Bác sĩ rất là nhây, nhây nãy giờ luôn. Đi đanh gặp những cái thành phần này đúng là trầm cảm thôi. Khổ. Có sung sướng gì đâu. Bây giờ là hai đứa nó đều có những cái con hầu rồi, mình cũng không sợ mất dấu lắm. Mày lên ghế đi, mệt mỏi dã man luôn, thật sự. Quá là mệt luôn. Đây, con nữ chủ tế đây. Mẹ game lag nhìn bực dã man luôn, đi nó cứ ngược ngược. Rồi thôi xong, thấy không?
Rõ đang thấy đứng đây mà vèo cái đấy sang bên kia rồi. Trong khi mình bị lag quá là nhiều luôn. Thả chó cắn tiếp. Cho mày khỏi chạy luôn. Bực bội. Xong nhá. Tiếp tục đến con bác sĩ. Bác sĩ đang đứng gần đây thôi, không xa lắm. Kìa, nó đang đứng phía kia. Chặn đường gấp, chặn đường gấp. À, đã tỉnh dậy luôn. Rất là may mình đi check map, không là mình tiêu rồi. May quá, một pha gọi là đi check. Check có nghĩa là kiểm tra các bạn, chứ không phải là check với check nó khác nhau nha. Nhiều bạn nhạy cảm quá lại bảo mẹ thằng này sao nó chuyện mất dậy. Mất dậy đâu. Tiếng Anh đàng hoàng, bữa nay là phải có tí Âu Mỹ vào nó mới hành động, nó mới gọi là xính ngoại. Ôi đồ cái hầu, đồ cái hầu. Ôi con hầu mình đứng xa vậy. Mình lên 2 điểm cho nhánh phá ván nha. Nếu các bạn không lên nhánh phá ván thì con này đập ván siêu lâu luôn. Ôi ngáo. Quá ngáo luôn. Ok, trận đấu chắc chắn thắng luôn. Nữ chủ tế thì không thể nào tỉnh dậy được nữa rồi. Bác sĩ thì bó tay đầu hàng. Oh yes. Yes 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 yes. Ôi tự nhiên thắng, cảm giác rác nhẹ nhàng dã man luôn. Đang một sao rồi, sắp lên cá sấu một rồi các bạn ơi. Và nếu các bạn thích video này đừng quên ủng hộ channel của mình nhé. Ôi dồi, 3 con voi.